Muôn kiểu tặng quà không độc lạ đời không nể của Phan Thái. Thích treo tiền đầy cổ, xếp cả bức tường, vàng thỏi, kim cương gì. Tặng hết, gạo bánh, trái cây, vịt gà nồi niêu không thiếu thứ gì. Bay ơi, bay. Bay ơi. Bay ơi. Bay ơi, bay ơi. Bay ơi. Ông Tố ơi. Ông Tố. Trời ơi. Một nồi. Idol đi hát mà tưởng nhập hàng mở tiệm tạp hóa, mua giống trồng vườn. Fan dám tặng, idol dám nhận chính là đây. Nói đến độ chịu chi và sáng tạo thì không có fan nước nào qua được xứ chùa vàng, và làm thần tượng ở đây cũng nhiều cung bậc cảm xúc lắm, riêng chuyện không choáng với quà fan tặng đã giỏi lắm rồi. Có thể nói chỉ có chúng ta không thể nghĩ tới chứ không có gì là Phan Thái không dám tặng. Mà Phan dám tặng thì thần tượng dám nhận, cư dân mạng thì cứ vừa trầm trồ vừa cười ngất trước sự sáng tạo độc đáo này. Chẳng nói đâu xa, anh chàng Quang Hùng Master D là một trong những sao Việt hiếm hoi thành danh ở đất Thái. Fan ở Việt Nam có thể không bao nhiêu nhưng Phan Thái thì nhiều vô kể, và anh nhận được rất nhiều món quà khủng tới từ cộng đồng người hâm mộ của mình. Gần đây nhất, chàng ca sĩ này nhận được những món quà rất thiết thực và độc đáo, đó là tiền mặt. Đúng vậy, fan của Quang Hùng tạo ra đủ kiểu quà từ tiền để tặng thần tượng, nào là vòng hoa tiền đeo cổ, bó hoa làm từ tiền, đôi cánh thiên thần toàn polymer. Nói chung là tiền dàn hàng khắp mọi nơi, nhìn vừa buồn cười nhưng cũng thấy thú vị. Vòng hoa, bó hoa tiền nhìn đã mê rồi nhưng chưa là gì so với quà tặng mà chàng diễn viên Miu Supasit nhận được từ fan nhân dịp sinh nhật năm 31 tuổi. Anh nhận được vô số hoa mừng tuổi từ fan, nhưng không phải lãng hoa, vòng hoa, mà fan anh chàng xây hẳn một chiếc bánh tiền cao tới 31 tầng phải đẩy bằng xe mới di chuyển được vào trong, giá trị chiếc bánh này lên tới 600 triệu đồng. Tiếp đến là những phiên bản khác như 2.000 bông hoa tiền giấy xếp thành một bức tường cao 3 mét tổng giá trị khoảng 340 triệu đồng, thêm một lãng hoa khổng lồ được xếp từ 2.620 tờ tiền giấy nữa. Chưa dừng lại ở đó, Miu còn được fan tặng cho hai món quà khủng hơn nữa, đó là vàng thỏi và kim cương hồng được khắc logo riêng, giá trị mỗi món lên tới 850 triệu đồng. Tổng số quà tặng bằng hiện kim mà chàng diễn viên này nhận được lên tới con số gần 3 tỷ đồng. Độ chịu chi của fan phải nói là vượt xa cả fan K-pop hay C-pop luôn đấy. Nhưng tiền, vàng, kim cương vẫn chưa phải những món quà đỉnh nhất của Phan Thái. Nói đến độc lạ không đụng hàng nhất thì phải kể tới fan của nam ca sĩ Kang Hua Irai. Vốn dĩ nam ca sĩ này thường đi hát tại các sân khấu ở tỉnh, fan của anh cực đông và là khán giả đại chúng nói chung, thế nên có vẻ nhà họ có gì là họ đem tặng anh hết. Mỗi lần đi hát, Kang Hua Irai thường nhận được rất nhiều quà tặng, toàn là những nhu yếu phẩm như đồ ăn thức uống, trái cây, chung vại, song nồi, thậm chí cả kệ đựng đồ, lồng bàn, gà vịt cũng có. Và thường nam ca sĩ này hay đeo tất cả trên cổ mình. Chưa hết, có những lần Cong còn nhận được hẳn một bao gạo siêu to khổng lồ 30 kg, một túi rau xanh nhà trồng và chục trứng gà đẻ, khi thì cả một chùm dừa và anh vác luôn trên vai, tay thì thòng thực phẩm đủ loại. Dù vô cùng vất vả khi luôn phải trình diễn với những gánh nặng to lớn, nhưng nam ca sĩ luôn biết ơn sâu sắc những món quà mà khán giả dành cho mình. Anh còn nói đùa rằng hy vọng lần sau nếu fan có tặng gạo thì chỉ cần tặng khoảng 10 kg thôi là anh đủ ăn rồi. Hình ảnh Kang Hua Irai như một tiệm tạp hóa di động, lúc lại như xe trái cây bán rong, đôi lúc lại thành cái vườn cây di động đã quá thân quen và thành thương hiệu. Cư dân mạng còn đùa rằng với tất cả nhu yếu phẩm nhận được, nam ca sĩ này dư sức mở hẳn một tiệm tạp hóa phong phú đa dạng, nhập hàng liên tục.